Hi. Chào thầy cô và các bạn, hôm nay em sẽ đại diện cho tổ 1 lớp 18 đến review quán bún. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody. Và bún bô này nó địa chỉ là Dương Trường Trung Bình, sông cầu Phú Yên. Đây là không gian từ bên ngoài bước vô, và chỗ đây là chỗ dựng xe, và bên đây là không gian ở trong mọi người ngồi. Và đây từ đây là có những cây cối rất là xanh mát, và các bạn đi vô không gian bên trong của quán. Đây là có cái máy quạt Senko, có cái nước, và đây là chỗ đỡ anh uống ngầu nhìn bên ra bên ngoài. Có đây là không gian bên trong. Đây là con người canh quét. Và đây là chị chủ quán mà chị cho em hỏi là quán đi mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Chị chủ mở quán từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, và quán đây chị mở được bao nhiêu năm rồi? Và những món được tương ở quán đây là những gì? Chị có thể được tương ở đây là trà đào, với lại mì cây và các loại nước uống. Đồ đồ ăn gì nấu nhỏ bậc nhất là gì ạ? Dạ, ok. Dạ, cảm ơn chị. Và đây là menu của quán. Menu tổng quan của quán là cùng cà phê, nước ép, nước giải khát, và sinh tố, đá xay, và trà sữa, trà trái cây, anh vẹt và da ua và soda, vân vân. Đây là trà ổi, nó thơm mùi ổi. Nó có vị chua ngọt. Đây là trà sùi kim. Nó như thế nào? Mùi vị nó như thế nào? Nó thơm mùi xoài. Cá lóc kem béo cũng ngon. Có soda tình yêu anh. Có soda tình yêu. Đây là soda tình yêu. Uống như cái tình yêu mà. Nó có vị soda. Chua chua sao? Nó ngọt. Nói chung là cũng ngon. Rồi tới trà đào. Đây là món trà đào. Bây giờ sẽ review cái món này là món gỏi ăn lá xỉ. Món gỏi nó rất là vị gỏi. Ăn nó ngon lắm các bạn. Mình sẽ review tiếp món này nha. Đây là bếp xào nha. Nó có vị bếp xào rất là ngon. Em ơi, tao đi review như thế nào ấy? Đây là rất mạnh nha. Nhanh chút quay cái cảnh mà như thế nào, vị nó như thế nào? Nó cây không? Có vị cây đừng mặn. Nói chung là cũng tạm ổn. Rồi đó là bếp xào. Đây là món bếp xào. Các bạn, clip ở đây đã kết thúc. Bye bye.